Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Trong clip trước, mình có hướng dẫn các bạn cách đặt mua hơn 10.000 số di động trả trước của Viettel trong kho số. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt mua thậm chí lên đến hơn 10 vạn số, tức là hơn 100.000 số di động trả sau của Viettel nhé. Và tất nhiên rồi, đó cũng là cơ hội cho các bạn dễ dàng tìm kiếm được số đẹp hơn rất nhiều so với kho số trả trước nhé. Ok, link đặt mua, link tìm kiếm số mình sẽ để ở phía dưới comment và phần mô tả, các bạn có thể bấm vào đấy rất là nhanh ạ. Đây là màn hình hiển thị giao diện của trang web. Có rất nhiều số tạm thời nó hiện ra luôn ở đây. Các bạn nhìn thấy dòng tìm kiếm số, các bạn bấm vào đây nhé. Có dấu kính lúp đây. Ví dụ các bạn muốn tìm một số có đuôi là 189 chẳng hạn thì các bạn bấm là sao 189. Hoặc là các bạn muốn tìm số có đầu là 09 thì các bạn 098 chẳng hạn thì các bạn ấm 098 sao rồi ấn vào tìm kiếm. Muốn kết hợp cả hai, vừa muốn đầu 098 và đuôi 189, các bạn có thể ấn nhập số 098 sao 189 và ấn vào tìm kiếm các bạn nhé. Ồ, ở đây không có dạng như thế này rồi. Chúng ta có thể thay đuôi 189 và 198 xem nào. Đó, ở đây sẽ có 3 số để các bạn lựa chọn. Mình thích số 0987, 837, 198 và mình ấn vào mua ngay. Ở đây sẽ có các gói cước cho các bạn lựa chọn. Và thông tin các gói cước cũng hiển thị ở đây luôn. Ví dụ gói T100 có 100.000 một tháng, miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng và 50 phút gọi mạng các bạn nhé. Đó, gói B100. 100.000 một tháng, miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng, 10 phút ngoại mạng và 2GB tốc độ cao truy cập internet, hết 2GB vẫn truy cập tốc độ thường được. Vân vân, rất nhiều gói cước khác nữa. V160N, V200N. Các bạn có thể chủ động lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của mình nhé. Rồi, khi chọn gói cước xong các bạn ấn vào tìm kiếm. Ở đây chi phí cho một SIM là 60.000. Giá trị của SIM đó là 60.000 nhé. Các bạn ấn tiếp theo, nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các bạn. Mình tên là Nguyễn Mạnh Nghĩa. Số điện thoại 0981208208. Dòng số chứng minh thư nhân dân các bạn nhớ nhập đúng số của mình nhé. Chỉ cần sai lệch một số là hệ thống cũng không thể nhận diện và đăng ký thành công cho các bạn được. Phương thức giao hàng ở đây các bạn có thể nhận tại cửa hàng hoặc nhận tại nhà. Nhận tại nhà thì sẽ mất thêm phí 20.000 tiền ship nhé. Mình ở Ninh Bình, quận huyện Ninh Bình, phường xã Ninh Khánh, tổ thôn Trung Thành. Địa chỉ số nhà là 136 ngõ 606 đường Trần Hưng Đạo. Bạn nào ở gần đây thì qua nhà mình uống nước nhé. Tôi đồng ý với điều khoản mua hàng. Ok, ở đây các bạn sẽ phải thanh toán tổng hết 80.000 khi nhận SIM nhé. Các bạn ấn vào thanh toán. Số giấy tờ của quý khách đã hòa mạng tối đa 3 số thuê bao trên tháng. Đó, ở đây có một cái lưu ý là các bạn chỉ đặt được 3 số trên tháng nhé. Quên mất mình số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mình đã đặt 3 số rồi. Thay một ký tự đằng sau. Rồi, ok. Ấn vào thanh toán. Vậy là đã đăng ký thành công rồi các bạn nhé. Gửi đơn hàng thành công. Số SIM đặt mua là 0987837198. Tổng số tiền thanh toán khi nhận SIM là 80.000. Sau đó tổng đài cũng vừa gửi tin nhắn xác nhận về quý khách đã đặt hàng thành công. Số điện thoại 0987837198. Cái cước đăng ký là V200N. Tổng phí là 80.000. Ok. Các bạn lưu ý là cái SIM trả sau này các bạn phải dùng ít nhất là 1 năm, cam kết sử dụng trong vòng 1 năm nhé. Sau đó các bạn mới có thể chuyển về trả trước được. Ngoài ra tất cả những cái lưu ý về dịch vụ di động trả sau mình đều có trong các clip hướng dẫn trước. Thì mình sẽ để lại ở phía dưới comment và phần mô tả, các bạn chú ý theo dõi nhé. Ngoài ra mình còn hỗ trợ tất cả các bạn về các dịch vụ Viettel như lắp đặt internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên SIM đang dùng như V120, ST200, V120C, V90C v.v. hoặc là chuyển đổi SIM trả trước sang SIM trả sau.
Các bạn có thể comment để lại thông tin những cái gì cần hỏi bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0981 208 208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.